Rắc mạ bạc này. Đấy. Thêm một bộ rắc dây loa của XLO nữa. Đủ các thể loại anh em nhé. Từ dây cáp từ hàng châu Âu đến các loại Nhật các thứ, không thiếu tí gì. Đây anh em có thể xem này. Dây chất hàng đống này. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một kho bãi Nhật. À, trong tổng số rất là nhiều, gọi là thủ phủ của khu bãi Nhật đấy. Ở đây là có rất nhiều các loại dây cáp tín hiệu âm thanh và đầu rắc âm thanh nhá. Có giá rất là bình dân đến giá vài chục triệu đến trăm triệu nhá. Khoe với anh em đầu tiên là mẫu dây loa của Notdog này. Đấy, mẫu này là Valhalla nhá. Cặp này, cặp dây loa bãi đấy, đang có giá là 75 triệu đồng. Hoặc là trên 70 triệu đồng, mình không nhớ rõ. Đấy, hiện tại đang bán trên thị trường có giá là thấp nhất là 150 triệu. Đầu rắc mạ vàng này. Đấy, nõi đồng tinh khiết, được mạ bạc, 85 micro bạc. Đấy, sở rất là thích anh em ạ. Toàn hàng cao cấp à. Tiếp theo đó là cặp dây loa của bãi Nhật này. Cặp này cũng cao cấp không kém. Đấy, cầm rất là thích tay. Sờ những hàng như này anh em sờ cực kỳ thích luôn. Về cầm những hàng kém kém là không thích rồi. Dây loa Furukawa anh em nhá. Bãi Nhật. Đầu rắc mạ vàng hết này. Đầu bắp chuối này. Đấy, cái rắc này cũng rất là chất lượng. Nhìn cũng khá lạ. Cái này có thể kết nối cái rắc bắp chuối với đây được này. Đó. Từ dây nguồn, dây AV này. Ở đây có rất là nhiều rắc AV cho anh em nào cần nhá. Cần về deep rắc dây AV. Có rắc loa này. Rắc dây nguồn này. Đó. Rất là nhiều. Đa số hàng đây thường thường thì họ cũng mung má lại rồi anh em nhé. Cái dây ở đây họ cũng tự đít dây và rắc lại. Đấy, nên là mình cũng phải khéo chọn những cái loại sợi dây nguyên bản. Đây, sợi dây AV này. VKBT này. Đó. Còn đây nữa. Cực kỳ là nhiều dây AV luôn. Cái này dây của monitor nhá. Đó, dây rắc loa này. Đây, dây loa của Monster này. Dây loa Monster. Rắc mạ bạc này. Đấy. Thêm một bộ rắc dây loa của XLO nữa. Đủ các thể loại anh em nhé. Từ dây cáp từ hàng châu Âu đến các loại Nhật các thứ, không thiếu tí gì. Đây anh em có thể xem này. Dây chất hàng đống này. Dây nguồn cũng rất là nhiều. Đấy, em thấy, mình thấy ở đây có rất là nhiều các sợi dây AVZ. Giá cũng tương đối cao. Đấy, anh em xem kỹ hơn này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số rất là nhiều các kho bãi Nhật như thế này anh em ạ. Và dây loa cũng cực kỳ là nhiều. Đây nhá. Thì lần sau mình sẽ quay cho mọi người chi tiết hơn. Đây quay mọi người thấy thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhá. Mọi người cần dây rắc tín hiệu gì thì cứ liên hệ mình. Mình sẽ gửi mẫu cho. Xin cảm ơn tất cả anh em nhá.